Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Đây là tài sản của giáo hội. Và như thế,
Thánh Lorenzo đã lĩnh nhận hồng phúc từ đạo năm 258 như một mẫu gương, như một khuôn mặt điều hiền rõ nét và một chứng nhân hùng hồn để lòng bác ái Kitô giáo. Khi Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc đời của Thánh Lorenzo, Ngài muốn chứng minh cho thế giới hôm nay biết rằng việc bác ái trong xã hội hôm nay là việc hoàn toàn có thể thực hiện được, đồng thời cũng là việc mỗi người tín hữu chúng ta phải thực hiện. Việc bác ái đã được thực hiện ngay từ thời khởi đầu của giáo hội Công giáo, khi giáo hội đón nhận đó là một sứ mạng quan trọng của tin mừng. Hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta, việc bác ái là một trong ba thực hành quan trọng của đời sống đức tin. Những người tín hữu Công giáo, đời sống đức tin xây dựng trên nền tảng trước hết là việc loan báo và lắng nghe lời Chúa, sống lời Chúa. Thứ hai là việc lĩnh nhận các bí tích. Và thứ ba là thực thi bác ái. Và khi chúng ta sống đúng tinh thần của tin mừng, đời sống đức tin của chúng ta sẽ được xây dựng trên một nền tảng vững chắc như kiềng ba chân, là sống lời Chúa, lĩnh nhận các bí tích và thực hành đức bác ái. Trải qua mọi thời đại khác nhau, giáo hội luôn luôn mời gọi các con cái mình sống tinh thần tin mừng. Sống tinh thần tin mừng cụ thể qua việc thực thi đức bác ái. Và có nhiều giai đoạn, đối với nhiều người, đối với nhiều trường hợp nghĩ rằng đức bác ái giống như một thực hành phụ thêm vào của đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói với chúng ta đó là một quan niệm sai lầm, bởi vì đức bác ái là căn bản của đời sống đức tin, là sứ mạng và thuộc về bản chất của giáo hội. Vì thế, giáo hội không thực hành đức bác ái là giáo hội thiếu trách nhiệm của mình, và sự hiện diện của giáo hội tại một miền đất nào sẽ trở nên vô nghĩa nếu giáo hội không thực thi đức bác ái như Đức Giêsu đã chỉ dạy. Nếu chỉ lo loan báo tin mừng mà không lo lĩnh nhận các bí tích, hoặc là nếu chỉ lo lĩnh nhận các bí tích mà không thực thi đức bác ái đối với anh chị em mình, thì chúng ta chưa sống tinh thần của tin mừng. Và như thế, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta nhìn lên một đấng thánh, chúng ta suy niệm cuộc đời của Ngài. Thánh Lorenzo đã sống tình mến một cách trọn hảo đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. Trước hết, chúng ta thấy người đã sống đức mến trọn hảo đối với Chúa qua cuộc từ đạo. Bởi vì từ đạo là thể hiện đức ái một cách hoàn hảo nhất. Từ đạo là chấp nhận hy sinh cuộc sống của mình vì một lý tưởng cao đẹp là Thiên Chúa. Từ đạo là sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trần thế để tìm quyền lợi vinh quang vĩnh cửu không hư nát. Từ đạo là chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất của cuộc đời mình, và tất cả những gì thế gian đều là vô nghĩa trước sự lựa chọn ấy. Từ đạo là trung thành với đức tin, với bí tích thánh tẩy để làm sáng danh Chúa nơi cuộc đời này cũng như nơi anh chị em mình. Thánh Lorenzo thì có tế đã chịu từ đạo, đã chịu nung trên một tấm giường sắt và ngọn lửa thiêu đốt người. Ngọn lửa ấy là ngọn lửa vật chất, nhưng suốt cuộc đời của người đã được nung nấu, được thiêu đốt bằng ngọn lửa mến Chúa yêu người. Như thế, Thánh Lorenzo có một đức ái hoàn hảo đối với Chúa qua cuộc từ đạo. Đồng thời, Ngài có đức mến hoàn hảo đối với anh chị em qua việc Ngài nhận ra nơi những người nghèo chính là gia tài của xã hội, là của cải, là sản nghiệp của giáo hội. Chính Ngài nhận ra nơi người nghèo là đối tượng quan tâm chăm sóc của giáo hội. Và như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đang cùng với giáo hội Việt Nam cử hành năm thánh, kỷ niệm 355 thành lập hai giáo vận tông tòa đàng ngoài và đàng trong, chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, khi nhìn cuộc đời, chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Lorenzo, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại, hãy trở về với sứ mạng chính yếu căn bản của mỗi Kitô hữu, của giáo hội, nhưng đương nhiên cũng là của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đó là chúng ta sống và thực thi lời Chúa, đồng thời loan báo lời Chúa cho anh chị em. Có những khi chúng ta
lắng nghe lời Chúa hàng ngày trong nhà thờ, nhưng chúng ta không sống lời ấy. Có những khi chúng ta nghe lời Chúa giống như thông báo trên loa của xã, hay là đọc trên mạng, hoặc là nghe đài phát thanh, mà lời Chúa không lắng đọng nơi cuộc đời chúng ta. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta noi gương Thánh Lorenzo qua tình yêu mến đối với giáo hội, nhìn thấy Chúa hiện diện nơi những anh chị em nghèo khổ, thực hiện đức bác ái. Và khi chúng ta nói đến đức bác ái thì chúng ta liền nghĩ ngay đến việc chúng ta đem của cải vật chất để giúp cho những người nghèo xung quanh. Đương nhiên điều ấy là chính xác, nhưng không chỉ dừng lại ở những hành động ấy, mà đức bác ái còn phải được thể hiện qua giữa mọi thành viên trong một gia đình, giữa mọi thành viên của một hội đoàn đạo đức, giữa một thành viên của một giáo xứ, của một giáo họ. Bởi lẽ nếu chúng ta đem của cải của mình mà chia cho người nghèo khó, mà chúng ta sống trong căm thù, trong chia rẽ, trong giận hờn, thì chúng ta vẫn chưa thực sự chia sẻ điều mà Chúa muốn. Đó là chia sẻ chính con người của mình cho anh chị em đồng loạt, cho tất cả những người xung quanh. Vì thế đức bác ái phải được hiểu là sự chia sẻ về vật chất, nhưng cũng là sự chia sẻ về tinh thần. Đức bác ái còn được hiểu về sự quảng đại đón nhận anh chị em và cố gắng để nên hoàn thiện, xây tình hợp nhất, xây tình bác ái đức tin trong một cộng đoàn, một môi trường cụ thể nơi mà chúng ta đang sinh sống. Và như thế, một cái chân kiềm thứ ba quan trọng đối với các tín hữu khi chúng ta thực hành năm thánh, đó là việc biến nhận các bí tích. Đời sống đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và được lớn lên nhờ các bí tích. Mỗi tín hữu, những người đạo đức sốt sắng thánh thiện là những người năng lĩnh nhận các bí tích. Ngày nay có biết bao lý do được biện dẫn ra để người ta sao lãng với việc lĩnh nhận các bí tích. Và khi không lĩnh nhận các bí tích thì cuộc đời của người tín hữu sẽ trở nên khô khan và giống như sa mạc không có nước. Khi chúng ta lĩnh nhận các bí tích, chúng ta được lĩnh nhận ơn Chúa để làm hòa với Chúa, làm hòa với anh chị em. Nhất là khi chúng ta lĩnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta được Chúa đựng vào lòng là nguồn mạch của tình yêu, của sự bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc đời của Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo. Chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận sứ điệp mà Chúa muốn nhắn gửi với chúng ta qua cuộc đời của Thánh Lorenzo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được nung nấu và ngọn lửa mến Chúa yêu người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có tâm tình quảng đại đối với Chúa, đối với giáo hội, đối với tất cả anh chị em. Và khi có tâm tình quảng đại thì chúng ta mới dễ dàng đón nhận những khác biệt về tôn giáo, khác biệt về quan điểm, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về trình độ văn hóa, khác biệt về cách suy nghĩ khác nhau của những người đang cùng sống trong một môi trường xã hội. Và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ quan thầy của đức ông Lorenzo. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người ở tuổi 85, nếu xét theo sức khỏe bình thường của con người, đã là một tuổi mà rất là ngày đi và đi lại, một tuổi không muốn làm việc nữa, một tuổi chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng đức ông của chúng ta vẫn còn hăng hái nhiệt thành và vẫn còn băn khoăn chăn trở với hiện tình của giáo hội Việt Nam và với hiện tình của giáo phận Hải Phòng. Như thế mặc dù người đi lại khó khăn, nhưng mà lòng thao thức, lòng nhiệt thành và trí thức của người vẫn còn hoạt động mạnh mẽ. Mặc dù người đi lại khó khăn, nhưng mà lòng yêu mến của người đối với giáo hội, đối với giáo phận không vì thế mà phai nhạt. Vì thế chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người được mạnh khỏe, được sự bình an trong tâm hồn và luôn luôn khám phá những điều mới mẻ kỳ diệu trong chương trình của Thiên Chúa. Những điều mới mẻ kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chính đức ông và Chúa đang thực hiện nơi giáo hội, nơi cộng đoàn và nơi mỗi người chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể sống trong an bình, trong niềm hy vọng lạc quan, và chúng ta cùng nắm tay nhau để xây dựng cuộc đời này, xây dựng giáo hội của Chúa mỗi ngày một thêm vững mạnh hơn. Amen.